Học nhiều lú người. Coi như tạm thuộc bản nhạc này. Buồn ngủ quá. Ơi, nhưng mà chiều có lịch học lớp vẽ. Hôm nay thầy dạy bài mới, mình không thể không đi được. Ba mẹ, con đi học vẽ đây. Tối con qua lớp quản trị luôn. Ba mẹ ăn trước, không phải đợi cơm con đâu. Tony, sao hả mẹ? Mẹ bảo này, mẹ thấy con quá bận bịu với việc học hành. Có thể giảm bớt đi không? Thấy con như vậy, mẹ thấy không yên tâm. Bà cũng thấy thế đấy con trai à. Bà nghĩ con nên cân nhắc rõ ràng về mục tiêu của mình đi. Ba, mẹ, mục tiêu của con chính là trở thành một người đa tài đa năng. Cái gì cũng làm được. Con muốn trong sự nghiệp sau này sẽ tích hợp tất cả các yếu tố đó mà thành công. Thôi, con sắp muộn giờ học rồi. Con đi đây. Suốt ngày thấy đi học, học vẽ, học đàn, học nhạc, học cả quản trị kinh doanh, chả biết rốt cuộc định theo đuổi cái gì nữa. Con trai, ba! Có chuyện gì mà trong con có vẻ chán nản vậy con trai? Ba, giờ này con thấy hoài nghi về mình quá. Năm nay con đã 30 tuổi rồi. Vậy mà, xem ra chưa đâu vào đâu. Chưa làm được gì nên hồn cho ba mẹ mát mặt cả. Đừng buồn con trai à, con còn trẻ mà. Ba, nhưng con vẫn thấy phía trước mù mờ quá. Con đã cố gắng học hỏi mọi thứ, thế mà... Con trai, ra đây với ba một tí nào. Đi đâu ba? Thì con cứ đi đi, rồi hai ba con ta cùng trò chuyện. Ba, ba dẫn con ra đây làm gì thế? Đừng nói là hướng dẫn con kỹ thuật trồng rừng nhé. Đợi một chút, ba muốn cho con xem cái này. Con thấy cây dương này có gì khác không? Cái cây này thấp bé còi cọc hơn hẳn các cây khác. Nó bị làm sao vậy ba? Theo con thì nó bị làm sao? Cây này không trồng cùng đợt với những cây khác. Nó được trồng muộn hơn đúng không ba? Không phải thế, cả rừng dương này được trồng cùng một đợt hết. À, hay nó là giống cũ? Không, không, nó cùng là đời F1 như các cây khác thôi con trai ạ. À. Thế thì, hay nó đột biến gen nên mới... Ồ không, cũng không phải đâu con trai ạ. À. Vậy thì chắc chắn là nó bị thiếu chất dinh dưỡng, bà đã quên bón phân hoặc tưới tiêu cho nó một giai đoạn nào đấy. Lần này con đúng chứ ba? Vẫn sai. Tất cả rừng dương này ba đều tưới tiêu và bón phân đều nhau hết, không sót một cây nào. Con chịu rồi, ba nói đi ạ. Con không nhận thấy cây dương này cành lá xua tủa nhiều cành à? Ồ, quả đúng vậy. Ba đã quên tỉa cành cho nó hả ba? Chính xác, tất cả các cây dương khác vì thường xuyên được tỉa bớt cành nên thân cây lớn nhanh, thẳng tắp và cao vút. Còn cây dương này, vì nó không được tỉa cành nên các chất dinh dưỡng bị phân tán, nó mất đi sự tập trung để nuôi thân cao. Cũng như con trai ạ, dù rằng con rất đa tài, cũng rất thông minh, nhưng vấn đề của con hiện tại là tài năng của con đang bị phân tán mà thiếu sự tập trung. Nếu con cứ ngoan cố, ôm đồm một lúc nhiều sự lựa chọn, con sẽ mãi bị tuột lại như cái cây dương này. Con hãy xác định cho mình đâu là niềm đam mê thực sự của con, điều khiến con khao khát và trăn trở nhất để dồn toàn tâm toàn lực theo đuổi và gắn bó suốt cuộc đời. Khi đó, thành công sẽ tự đến tìm con. Con hiểu điều ba nói rồi chứ con trai? Ba, con hiểu rồi. Con biết mình sẽ phải làm gì rồi. Cảm ơn ba. Ba tin là con sẽ thành công. Hai người hành khất. Từ sáng tới giờ mới xin được vài xu lẻ, chán thật. Có vài xu là đủ mua bánh mì rồi đấy. Từ sáng tới giờ tôi còn chưa có nổi một bánh mì nào cơ.
Ước gì giờ này có được miếng bánh mì là tốt rồi. Làm ơn làm phước xin Ngài rộng lòng bố thí cho kẻ nghèo khó này với. Từ sáng đến giờ, lão còn chưa có một mẩu bánh mì nào vào bụng. Ồ, từ sáng chưa có mẩu bánh mì nào ư? Vậy chắc hẳn đã lâu lão cũng chưa uống ngụm cà phê nào đâu nhỉ? Đúng vậy, giá như có chút gì vào cái dạ dày lép kẹp này, rồi được thêm một hớp cà phê nóng nữa thì còn gì bằng chứ hả? Vậy sau khi ăn và được thưởng thức cà phê xong, lão có cần gì nữa không? Trời rét mướt thế này, lại đã bao ngày lang thang đường phố, lão luôn ước ao được tắm hơi một lần. Thân già khốn khổ này mà được tận hưởng như vậy thì còn gì hơn nữa. Vậy tắm hơi xong là lão sẽ được một giấc ngủ thật ngon chứ. Nếu đời lão có diễm phúc được một lần như vậy thì nhất định lão sẽ không ngủ vội đâu. Một ngày ý nghĩa như thế, lão sẽ chia sẻ cùng bạn bè ngay khi có thể. Ngày nghỉ mà xem, ai cũng cần có bạn mà. Được ngồi uống rượu cùng bạn bè thì còn gì bằng. Lão quả cũng có nhiều ước mơ đấy chứ. Lão cầm lấy đồng tiền này, mua tạm cái gì ăn cho ấm bụng vậy nhá. Cảm ơn ngài. Ồ, một đồng tiền vàng. Vị khách kia quá là người hào phóng. Mình cũng phải thử vận may, xin ngay trước ông ta mới được. Xin ngài bố thí cho kẻ nghèo khổ này. Xin ngài rộng lòng trắc ẩn. Đã mấy ngày nay tôi chưa có gì trong bụng. Người này trẻ trung mạnh khỏe, sao không tìm lấy một nghề mà làm gì? Người có phải là kẻ tiêu xài hoang phí không? Chẳng ai muốn cho tiền một kẻ tiêu xài hoang phí cả. Mình phải tỏ ra mình là người thật tiết kiệm và biết điều mới được. Không ạ, tôi nào dám hoang phí bao giờ đâu. Tôi rất chi là tằn tiện và luôn dè sẻn từng đồng lẻ ạ. Đấy là vì ngươi không có tiền thôi. Chứ nếu có tiền, ta nghĩ ngươi cũng sẽ thoải mái tiêu pha như những người khác. Không, không, tôi tiết kiệm lắm ạ. Tôi chỉ mưu cầu miếng cơm manh áo thôi, không bao giờ có chuyện tiêu pha thoải mái đâu. Thế chắc là ngươi cũng chẳng đi tắm hơi làm gì cho tốn kém phải không? Đúng hả? Tắm hơi ư? Thật là xa xỉ quá. Tôi chẳng tiêu pha hoang phí như thế đâu. Vậy có nghĩa ngươi sẽ chẳng bao giờ đi uống rượu với bạn bè của ngươi? Chắc chắn rồi. Tôi chỉ quen sống kham khổ và cầu nguyện thôi. À, chắc hẳn ngài đây sẽ cho mình hẳn 2 đồng tiền vàng. Có 1 đồng xu thôi ạ. Có chuyện gì với ngươi vậy? Ngươi chê ít ư? Tại sao ngài lại cho một con người cần kiệm và ngoan đạo như tôi 1 đồng lẻ, trong khi lại cho ông lão lúc nãy những 1 đồng vàng? À, bởi vì nhu cầu của người kia lớn hơn của ngươi, anh bạn của ta ạ. Ngươi chỉ cần no bụng một bữa thì như vậy ta nghĩ là đủ rồi. Thật là cứ tưởng sẽ xin được nhiều tiền hơn ông lão kia, thế mà lại chỉ được 1 đồng xu lẻ, chán thật. Cứ sống đúng bản chất của mình thì còn được cảm thông. Còn những lời nói giả dối làm sao che đậy được tâm địa toan tính tham lam kia chứ. Vả lại còn trẻ trung, sức dài vai rộng, lại không chịu làm lụng kiếm ăn mà đi ăn xin như vậy thì thật đúng là... Trong triều có lắm người suốt ngày lựa theo ý ta, không bao giờ bày tỏ chính kiến của mình, mà nếu cứ như thế thì e rằng... Xin bệ hạ chớ buồn mà tổn hại đến long thể. Thiếp cũng thấy thế, cần phải có cách nào hạn chế hiện tượng này ạ? Loa loa loa! Hoàng thượng có chỉ, mời toàn thể thần dân trong kinh thành đến đây dự buổi trao bảng vàng của đức vua cho người dũng cảm nhất thiên hạ. Loa loa loa. Bảng vàng cho người dũng cảm nhất à? Ôi thích quá. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả miễn lễ. Hôm qua ta đã lặn xuống biển 2 vạn dặm, đánh nhau với cá mập và cướp được chiếc bảng vàng này.
lặn xuống biển đánh nhau với cá mập ư? Tận 2 vạn dặm cơ à? Bây giờ ta muốn tặng bản vàng này cho người nào dũng cảm nhất vương quốc của ta. Làm gì có chuyện đó? Khó tình quá. Làm gì có ai làm được thế chứ? Phải đấy. Phải đấy. Bệ hạ đã đánh nhau với cá mập dưới đáy biển vạn dặm. Khó tình quá. Khẽ chứ. Có muốn mất đầu không? Thưa bệ hạ, ngoài bệ hạ ra, làm gì có ai dũng cảm được như bệ hạ. Lặn xuống đáy biển đã khó, lại còn đánh nhau với cá mập nữa, thì thật không ai có thể làm được ạ. Vì thế, thần cho rằng bản vàng này dĩ nhiên phải thuộc về bệ hạ rồi. Thế sao? Đúng vậy, thưa hoàng thượng, thần cũng thấy vậy, chỉ có bệ hạ mới xứng đáng nhận tấm bản vàng này thôi ạ. Các khanh cứ quá lời. Chẳng lẽ không ai ngoài ta dám nhận tấm bản vàng này sao? Phải đấy ạ, ngoài bệ hạ ra, không còn có ai xứng đáng nhận được tấm bản vàng này đâu ạ. Thế còn các thần dân của ta, các ngươi nghĩ sao? Bẩm, bệ hạ chính là người dũng cảm nhất ạ. Kỳ con, mau quỳ xuống. Tại sao lại phải quỳ ạ? Quỳ xuống đi con. Tất cả miễn lễ, cho cậu bé kia lên đây. Dạ, thưa bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Miễn lễ. Tại sao ngươi không quỳ xuống? Cha mẹ Thảo Dân vẫn dạy bảo rằng làm người thì phải trung nghĩa, thần không thể nói dối được. Con mình... Thảo Dân không tin bệ hạ có thể lặn sâu xuống vạn dặm để đánh nhau được với cá mập ạ. Thằng bé sẽ bị xử tội mất. Ngươi dám không tin lời ta nói sao? Vâng, đó là chuyện không thể tin được ạ. Ngươi không sợ ta chém đầu hay sao? Dạ, có sợ, nhưng lời nói phi lý của bệ hạ khiến Thảo Dân không thể tin được ạ. Ngươi chính là người dũng cảm nhất, bản vàng này là của ngươi. Ôi! Các ngươi thấy đấy, một chuyện ta phịa ra như vậy, ba quân ở đây chắc chắn cũng biết là không đúng. Vậy sao các ngươi cúi mình uống lưỡi tán dương này nọ? Ta nói vậy cũng có ý nhắc nhở cả những người không tán dương, nhưng sợ này sợ nọ mà im lặng. Thử hỏi, khi triều chính có biến, các ngươi cứ lựa theo ý ta mà nói, mà tấu, mà trình, thì ta còn biết tin cậy vào ai? Ta tuy là quốc dương, nhưng người đời có câu, một cây làm chẳng lên non. Ta cần bên ta là những đại thần trung nghĩa, chứ không phải những kẻ ương hèn, gió chiều nào theo chiều ấy. Các khanh không thấy xấu hổ trước cậu bé 10 tuổi này sao? Thưa bệ hạ, thần trộm nghĩ phút giây này, chúng thần có nói gì cũng là vô nghĩa. Chỉ xin tạ tội với bệ hạ, tự sửa lỗi lầm. Ta hy vọng, mong muốn từ nay, triều đình sẽ không còn xảy ra những chuyện như thế này nữa. Hoàng thượng an minh, hoàng thượng vạn tuế. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.